Cơm ảo nâng lên này, cơm ảo cơm quân nhé. Một đánh. Dạ. Cơm quân ấy nhá. Rồi. Một đánh cơm ảo rồi. Cơm quà đấy. Có đảm sát lưng. Đưa lại trong thân về không? Em ấy Hùng, để em ấy Hùng ấy. Hùng ơi. Giờ đi. Hoa xuống được ạ. Nhìn lại đi. Bây giờ thế đi thì một đánh. Anh ấy khoa lòng nghe nhá. Bây giờ họ vượt phù lượng, họ đã đột, không nghĩ được. Dạ. Nhưng bây giờ là họ đang bị căng cơ. Dạ rồi. Căng cơ là họ đẩy lấy nó, chứ thế thì thôi. Nhưng bây giờ anh là người ta thả lỏng nhá. Dạ. Thì bây giờ em này. Hy hữu cận cảnh pha giải cứu người đàn ông mắc kẹt giữa hai bức tường với lý do bất ngờ. Hôm nay trên các diễn đàn mạng xã hội truyền tay nhau vụ việc như sau. Khi trèo xuống để lấy chiếc điện thoại bị rơi giữa rãnh hai bức tường nhà, ông Hoàng Phúc S đã bị kẹt lại. Rất may người dân cùng lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để cứu nạn nhân. Thôi nói gì nói, chúng ta cùng nhau xem chi tiết vụ việc cùng Sài Gòn TV rồi hẳn bình luận bên dưới video nhé. Sáng ngày 2 tháng 6, nguồn tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an Hà Tĩnh vừa cứu kịp thời một người đàn ông bị mắc kẹt giữa hai bức tường. Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 53 phút ngày 1 tháng 6. Thời điểm này, ông Hoàng Phúc S, sinh năm 1971, trú tại phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, bị rơi điện thoại xuống khe tường ranh giới giữa nhà ông và nhà hàng xóm. Ông S đã tháo khung cửa sổ, sau đó chui xuống khe để lấy điện thoại. Quá trình này, ông đã bị mắc kẹt tại vị trí giữa hai móng bê tông của hai nhà. Phát hiện sự việc, người thân và hàng xóm tiến hành ứng cứu nhưng không thành công. Nạn nhân bị kẹt lại và có diễn biến xấu, khó thở. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Hà Tĩnh đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Sau khi trấn an, động viên nạn nhân bình tĩnh, bằng phương pháp cứu hộ đã nhanh chóng đưa được nạn nhân ra khỏi vị trí mắc kẹt trong tình trạng xây xát phần mềm. Sau khi được sơ cứu, sức khỏe nạn nhân đã ổn định. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.